Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vừa qua, hàng loạt những ca sĩ, người mẫu, hot tiktoker nổi tiếng bị bắt quả tang thực hiện hành vi mua bán dâm. Đường dây hoạt động một cách tinh vi với giá ngàn đô một lần đi khách, cầm đầu bởi một stylist có tiếng. Trước sự việc gây chấn động giới showbiz, xôn xao dư luận những ngày vừa qua, nhiều người đặt ra câu hỏi về khung hình phạt nào đối với những ca sĩ người mẫu mua bán dâm sau khi bị bắt quả tang. Ca sĩ người mẫu bán dâm phải đối mặt với khung hình phạt nào? Theo thông tin đã đưa, ngày 3 tháng 11, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong giới showbiz với quy mô lớn. Cụ thể, Bộ Công an đã khởi tố bị can Huỳnh Thanh Thuận, sinh năm 1990, chuyên gia trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân, stylist, về tội môi giới mại dâm. Cùng tội danh này, hai bị can khác bị khởi tố là Phạm Đỗ Nhật Duy, sinh năm 1985, thành phố Hồ Chí Minh và Lê Thị Thu Thảo, sinh năm 1985, Kiên Giang. Cả ba bị can bị khởi tố liên quan đến đường dây môi giới mại dâm với giá lên đến hàng nghìn đô la Mỹ. Các gái bán dâm là người mẫu, ca sĩ, hot girl, tiktoker nổi tiếng, trong đó Huỳnh Thanh Thuận là đối tượng cầm đầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24 tháng 10, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán thể xác. Trong đó, những người bán vốn tự có đều là những người mẫu, ca sĩ, hot tiktoker nổi tiếng trong showbiz. Đồng thời, ngăn chặn một cặp nam nữ chuẩn bị xuất cảnh đi Singapore để đi tour nước ngoài với hình thức du lịch, người bán được xác định là ca sĩ. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba nghi phạm về hành vi môi giới cầm đầu đường dây ngàn đô này. Theo lời khai, ba bị can đường dây đã hoạt động từ đầu năm 2023, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Ngày 24 tháng 10, Thuận đã giới thiệu các người mẫu hoa khôi, ca sĩ bán hoa với mức giá từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng trên một tour trong nước 2 ngày và 6.000 đô la Mỹ đối với tour nước ngoài 2 ngày. Tuy nhiên, câu chuyện người mẫu ca sĩ hot girl đi khách giờ đây không phải là câu chuyện xa lạ, bởi ngày càng có nhiều những đường dây mua bán chân dài được phát hiện và triệt phá, gây ảnh hưởng tới xã hội. Không những vậy, tồn tại những việc làm trái pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của giới showbiz, thậm chí dư luận cho rằng đó là cái nôi tiêu cực đến công chúng khi nhiều người mẫu ca sĩ có ảnh hưởng đến dư luận thực hiện những hành vi sai phạm pháp luật. Nhiều người bày tỏ thái độ gay gắt về việc cần xử phạt những người nổi tiếng đi khách để nghiêm khắc răn đe. Tuy nhiên, việc mua bán dâm như vậy cũng đã được pháp luật đưa ra khung hình phạt cụ thể. Với sự việc, người mẫu, ca sĩ giới showbiz mua bán dâm, luật sư Đinh Thị Nguyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã có những chia sẻ pháp lý về vấn đề này. Theo luật sư, cả người mua và người bán sẽ phải chịu mức xử phạt vi phạm hành chính. Theo Điều 23 Pháp lệnh Phòng chống mại dâm năm 2003 quy định hình thức xử lý. Cụ thể, người bán hoa tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Ngoài ra, người bán là người nước ngoài thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất. Theo Điều 25 Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi bán vốn tự có, người vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng trong trường hợp đi khách cho hai người trở lên cùng một lúc. Còn đối với người mua dâm, theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền. Cụ thể, phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với hành vi mua, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp mua hoa từ hai người trở lên cùng một lúc. Cũng theo luật sư Nguyên, trong trường hợp những người đẹp này có kêu gọi thêm những cô gái khác tham gia vào đường dây và thu tiền chênh lệch khi đi khách thì sẽ bị xử lý hình sự về hành vi môi giới theo Điều 328 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua bán chân dài thì bị phạt từ 6 tháng đến 3 năm. Như vậy, trong vụ việc trên, cả ba người đẹp có hành vi môi giới sẽ chịu mức phạt giống như ba chùm cầm đầu, cao nhất là phạt tù tới 3 năm. Đứng trước tệ nạn xã hội này, luật sư Đặng Văn Cường cũng bày tỏ quan điểm, cũng như đưa ra những nhận định về khung hình phạt đối với các đối tượng vi phạm pháp luật mua bán vốn tự có. Cụ thể, luật sư chia sẻ,
Việc môi giới chân dài là các hoa hậu, á hậu, người mẫu, ca sĩ trong giới giải trí không còn là chuyện xa lạ. Điều này cho thấy đang có sự xuống cấp trầm trọng trong mọi tầng lớp xã hội, trong đó có cả những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng, vì tiền mà sẵn sàng đánh đổi tất cả, trong đó bao gồm cả việc bán thân, trở thành gái bán hoa. Theo Điều 24-25 Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ mà luật sư Nguyên nói tới, bị phạt mua bán đào, bị phạt cảnh cáo với mức phạt vô cùng thấp. Vì vậy, nhiều người không ngần ngại làm trái với pháp luật, bởi thực hiện hành vi này nhiều lần thì mức xử phạt cũng không quá 5 triệu đồng. Luật sư bày tỏ, như trong vụ việc trên, người mua đào bỏ ra từ 60 đến 100 triệu đồng, thậm chí 6.000 đô la Mỹ để mua thì lợi thuận điều đó. Những chân dài cũng nhận về số tiền không nhỏ, nhưng ngược lại số tiền bị xử phạt lại rất nhỏ. Pháp luật quy định, chỉ có hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi và cố ý lây nhiễm HIV cho người khác thông qua hành vi mua bán này mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, đối với những người đã thành niên, dù thực hiện bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mức xử phạt không quá 5 triệu đồng. Do đó, tình hình tội phạm về môi giới mại dâm đang diễn ra rất phức tạp trong giai đoạn hiện nay. Luật sư nhận định, nếu như trước đây người bán vốn tự có thường là các cô gái nhà nghèo bị lừa bán vào động để mua vui, bị ép buộc hoặc những cô gái có hoàn cảnh éo le. Song ngày nay nhiều người có học thức, có nhan sắc, thậm chí nổi tiếng tham gia vào các đường dây chân dài đi khách giá cao. Bởi vậy, ngoài việc xử lý các đối tượng môi giới bằng các chế tài hình sự, cần phải tăng cường các giải pháp phòng ngừa, các biện pháp hành chính và có thể tăng mức chế tài để xử lý đối với những người mua bán dâm. Chia sẻ thêm, ông Cường cho biết, với gái bán dâm là sinh viên, tiếp viên hàng không, ca sĩ, người mẫu, người đẹp hoặc những người có sức ảnh hưởng trong xã hội, cần phải siết chặt cơ chế quản lý, văn hóa ứng xử để xử lý nghiêm hành vi bán dâm. Đối với những người mua dâm, cũng cần nghiên cứu là có công khai danh tính của họ hay không, mức độ công khai danh tính đến đâu để răn đe, phòng ngừa đối với hành vi vi phạm pháp luật này. Ngoài ra, đối với những người bỏ số tiền cả trăm triệu, cả ngàn đô la Mỹ ra mua các ả đào phục vụ dễ dàng như thế, thì cũng cần làm rõ nhóm đối tượng này là nhóm đối tượng nào trong xã hội, số tiền mua dâm đó lấy từ đâu ra mà chi tiêu hoang phí như vậy. Theo luật sư Cường, ngoài việc phát hiện xử lý các đối tượng môi giới bằng các chế tài hình sự, cơ quan điều tra cũng phải làm rõ danh tính của người mua dâm, người bán dâm để kiến nghị với cơ quan chức năng có những giải pháp phòng ngừa, có thể phát hiện ra những hành vi vi phạm khác, đồng thời làm rõ nguyên nhân điều kiện của hành vi vi phạm. Khi loại bỏ được nguyên nhân điều kiện của hành vi mua bán dâm mới khống chế giảm bớt được hoạt động mua bán chân dài đi khách trên thực tế. Đối với cán bộ đảng viên mà thực hiện hành vi mua hoa là vi phạm điều lệ đảng, vi phạm nội quy, quy chế đạo đức nghề nghiệp. Nếu phát hiện, cơ quan điều tra cũng có thể thông báo cho cơ quan, cho tổ chức đảng về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ đảng viên liên quan đến tệ nạn xã hội để có những biện pháp giáo dục, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với các ả đào, cũng cần phân loại các nhóm đối tượng có thể trở thành gái bán dâm, từ đó loại bỏ các nguyên nhân điều kiện để những người này tự biến mình thành gái. Đồng thời phải xây dựng cơ chế để họ phải lựa chọn giữa tiền bẩn và danh dự nhân phẩm để họ không dễ dàng đánh đổi uy tín sự nghiệp, để đến với lối sống sa đọa trụy lạc, để họ giữ mình hơn, sống có kỷ luật hơn và biết chấp hành pháp luật. Tệ nạn mua bán dâm hiện nay ngày càng hoạt động tinh vi và bành trướng hơn, không chỉ trong giới showbiz mà nhiều nhà hàng, quán hát, vũ trường núp bóng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Một trong những nguyên nhân khiến cho hoạt động này diễn biến phức tạp là do hành vi môi giới. Có thể nói, những kẻ môi giới là những đối tượng trung gian dẫn dắt, giới thiệu giữa người mua với người bán. Hầu hết các đối tượng này thường có mối quan hệ quen biết với nhiều gái ngành, biết cách tiếp cận với người có nhu cầu để tổ chức thực hiện giao dịch nhằm trục lợi. Trước tệ nạn này, pháp luật cần có những mức xử phạt mạnh tay hơn nữa để răn đe với các nhóm đối tượng bất chấp pháp luật thực hiện hành vi mua bán thể xác trái phép như vậy. Thưa quý vị, hàng loạt các vụ bê bối về việc người mẫu, hoa hậu bán dâm xảy ra, phải chăng do hình phạt còn quá nhẹ? Liệu rằng sau đây sẽ cần có những quy định nào khác cho việc thắt chặt và chấm dứt nạn mua bán dâm hiện nay và người còn có suy nghĩ kiếm tiền trên vốn tự có hay không? Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!